ơi, buồn ngủ quá. Sao anh buồn ngủ vậy anh Mạnh? Trời ơi, anh mất ngủ gì không có đó ngủ nè, giải không biết chứ anh mà. Sao chị ấm nhóm khinh thường tôi vậy? Ông cẩn thận cái mồm lại đây, cầu ngủ nằm đây à. Trời ơi, ông đừng liên đếm xỉa nó nữa. Nó buồn ngủ, đang mơ, đang mơ. Em nói trong đây ai cũng nổ dạ, hay bây giờ mình thi cuộc thi đi, có ai biết thắng chứ vậy? Thôi bảo đảm là anh thắng chắc rồi. Bây giờ em là trọng tài nha, mấy anh thi công thức tụt lại, ai là người nhanh nhất đó thắng. Ok. Em chấp với mấy anh chơi cục cấp 1, em chơi cục cấp 2 à. Cái này là anh ấy cũng có biết bình thường như cục này thôi, vậy mà cấp 2 chỗ nào? Anh nhìn nha, mấy mỗi cục màu này có một cái màu đen nha, nó làm mình rối á. Coi. Nhìn kỹ này cũng thấy lối lối thiệt á. Bây giờ có 4 cục mà, anh Thịnh với Phát chơi trước đi. Em chọn cục nào? Em chơi cục 2 lắm. Em chơi cục mà cấp 2 đúng không? Đúng rồi. Anh không có ép đâu nha. Rồi, bỏ xuống ha, trọng tài điếm nha. Anh Thịnh với Phát thi đây. Ok, điếm đi. 1, 2, 3. Trời ơi, cái này chế vậy. Này cấp độ 2. Thôi ba mình chơi đâu, ba mình chơi. Anh chơi được hả? 1, 2, 3. Sao thằng? Có gì hay là mình nhắm mắt là hất lặp lại mới đẳng cấp. Đúng rồi luôn. Ok. Dạ ông hai người này làm trước đi. Hai người này. Chính thủy nha. Hai. Được. Rồi hai. Nhắm mắt trước đi. Nhắm mắt đi. 1, 2, 3. Robit này á là khá là hay nhưng mà chưa có thiết phục với lại chưa có đi thi giải Robit quốc tế được nha. Bây giờ cô sẽ tổ chức ra một cuộc thi, cô với Tài sẽ thảo luận cái cục Robit này rồi tụi con thi. Nếu mà đứa nào giải cái cục Robit này trong thời gian nhanh nhất thì người đó sẽ chiến thắng. Đảo lộn mà giải lại mới là đẳng cấp á. Cái này mới thật sự là gây cấn mà. Nhưng mà giờ sao chia đội ta? Theo mình chia đội là mình với Mạnh với Phát đi. Ok, ở đây có 4 cục Robit nè, tụi con chọn đi rồi đưa cô với Tài đảo lộn lại nha. Đây. Con chọn cục này à? Con chọn cục này. Con lại chọn cục này nữa. Cục này hơi khó nha bác. Nè Tài, đảo lộn đi. Rồi, Phát đưa con chọn. Trời ơi, anh giải lúc 30 giây xong à. Trời ơi, tôi đảo lộn cho ông ơi, giờ tôi đi rảnh à. Rồi, cô quay như vậy lộn xộn mà con giải được là ok nha Phát. Dạ. Xong rồi. À tôi giặt tôi phá gì mà ông giải được cái keo ngộn nổi luôn á. Để mà cho con bằng á, tụi con để cục Robit trên bàn đi nha. Cô nói bắt đầu là tụi con lấy cục Robit mà giải. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi. Mà không ông. Tú lên nha. Tay Phát kìa. Sao Phát kìa, cái tay Phát lia lịa luôn kìa. Ừ. Tú lên Mạnh ơi, mến. Ôi, làm ghê Phát. Ghê Phát chấm mặt quá. Phát gì vậy anh Mạnh? Mời em. Rồi, lên. Ôi, nhìn nào, chạy nè. Bệnh, cái gì? 8 chạy rồi. Bệnh. Mình bệnh mấy anh em ơi. Ba Mạnh gì đâu mà mờ quá con. Đau rồi. Trời ơi, ghê hả? Trời ơi, con mặt hả? Ôi, chết chào quá. Nhìn lên, 30 giây rồi, 30 giây. Cố gắng lên. Mình bệnh. 31 giây rồi. Trời ơi. Trời, thấy ông cũng điều luyện á. Cũng có nghề á. Điều luyện không? Không. Trời ơi. Thì Phát đã giải xong cục Robit này nha. Wow. Còn Minh cũng giải xong luôn. Trời, nhưng mà không có mặt hà.
con đâu đừng quên con giải được gì luôn vậy là 56 giây mà con giải được 6 mặt của cục Rubik này là cũng khá là hay đó nha Phát. Nhưng mà con đợi chờ cho đội thứ hai con người là chiến thắng rồi con sẽ thi với người chiến thắng của đội 2 nha. Rồi Trang với lại Thịnh chuẩn bị nha. Được đi Phát đó. Em còn ai? Tôi phá là ông nội ông giải cũng nổi nè. Bây giờ cũng giống như đội thứ nhất là tụi con để cục Rubik trên bàn nha. Đó. Bắt đầu. Trời. Cố lên Trang, cố lên Trang. Trời ơi. Người chiến thắng vòng 2 này sẽ thi đấu với Phát hả? Trời ơi, Trang ơi. Cố lên, cố lên. Trang có phải vòng rồi đây. Thịnh thấy cũng làm lia lịa đó nha. Thịnh nói là từ từ. Rồi rồi rồi, nghe nó Trang ơi, Thịnh gần xong rồi sao Trang ơi? Từ từ nha Trang. 30 giây rồi nha. Tới tầng 2. Người chiến thắng vô vòng 1 sẽ thi đấu với người chiến thắng ở vòng 2. Thôi, sẽ thi đấu với nhau. Tại vòng 2 mình câu giờ thôi, chứ vòng 1 là 1 phút 30 giây thôi. Đây, anh phá cho ông nội, ông giải không nổi rồi. Có bẹ con không? Có chơi bẹ con không? Có luôn. Ok, để em bẻ luôn. Ok, em bẻ luôn. Ok, hồi nãy là em không bẻ thôi. Mình phá đi anh em, tội quá phá ông nội. Tại ông nội 30 giây thôi. Tôi tất nhiên chọn Phát. Tôi chọn Phát là Phát. Rồi để cô kiểm tra coi nha. Rồi cái này là quá lộn xộn rồi đấy nha. Rồi cục này có Phát phải không? Dạ. Rồi Thịnh để hai cục Rubik trên bàn đi. Rồi cô nó bắt đầu là mình lấy ra chơi nha. Anh Phát. Bắt đầu. Thịnh ơi, cô ơi. Phát ơi. Trời ơi, cái này là bao đựng. Tụi con đừng có la lớn quá, Thịnh với lại Phát không tập trung quá. Đúng rồi, đừng la lớn nha. 12 giây rồi, cho qua rồi nha. Cố lên Phát ơi, cố lên Thịnh ơi. Từ. Cố lên, cố lên. Dễ làm được đi Phát ơi, làm được đi, gọi anh dẫn anh đi thi quốc gia em ơi. Ôi Thịnh ơi, cố lên đi để tôi dẫn ông đi quốc gia luôn. 42 giây rồi. Rồi. Ờ mới 42 giây còn lâu ha. Bẻ góc được đúng không? Bẻ góc được không Thịnh? Rồi. Cái này thì Phát đã chiến thắng với 50 giây. Đây đủ 6 mặt luôn. Đủ 6 mặt luôn. Ok. Wow. Rồi để coi Thịnh cầm dây nhanh. Bẻ góc được mà Thịnh. Tự tôi làm tâm cái ông. À. Vậy là bạn Thịnh không có làm vọng rồi. Rồi. Một phút thì Thịnh đã hoàn thành. Vậy là người chiến thắng trong cuộc thi giải Rubik này đã thuộc về Phát với là 50 giây. Bình thường mình giải kỷ lục của mình là 55 giây. Mà bây giờ mình giải được 50 giây, mình vượt kỷ lục của mình luôn các bạn ơi. Cô thấy con có triển vọng đi thi Rubik quốc gia đó nha. Ráng rèn luyện vài năm nữa đi nha con. Dạ. Dạ ơn nha em. Team mình Phát được kỷ lục 50 giây. Các bạn thử chơi Rubik để coi vượt qua Phát được không nha. Anh chỉ quay 10 giây thôi. Giờ anh về anh lên núi xuống biển luyện Rubik. Hẹn làm sao nha. Ok, giờ anh lên núi xuống biển anh luyện gì đi. Rồi khi nào anh làm được rồi anh đến gặp em. Ok. Rồi thôi video giải Rubik của team mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay cho like đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video hay tương tự như thế này của team mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Chào các bạn.